Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Game show mọc như nấm, scandal ngập tràn, vì sao không thể dẹp loạn? Thưa quý vị, hiện tại có tới hơn 40 game show truyền hình được phát sóng trên đài quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều là những chương trình liên quan tới ca hát. Các game show này đang làm mưa làm gió trên truyền hình và chiếm sóng giờ vàng. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh phải chua chát thốt lên: ở Việt Nam, cứ bật tivi lên là thấy các cuộc thi âm nhạc. Từng có nhiều năm sống và làm việc ở Hà Lan, tác giả ca khúc Ngọc Ngà Việt Nam chia sẻ: ở nước ngoài, bên cạnh những chương trình giải trí, họ có rất nhiều game show thực tế, phản ánh vấn đề xã hội, xây dựng ý thức cho người dân của mình theo một cách rất hấp dẫn. Với cả trẻ em, họ cũng có cách truyền tải thú vị, dễ hiểu. Tại Hàn Quốc, nơi nền giải trí phát triển rất mạnh, ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, họ đã cho ra đời một số game show dạy làm giàu. Còn ở Việt Nam cũng có một số game show trí tuệ như Bảy Sắc Cầu Vồng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Ai Là Triệu Phú hay những chương trình dạy làm giàu như Khởi Nghiệp, Làm Giàu Không Khó, vân vân. Tuy nhiên, không ít trong số đó đã bị khai tử, số còn lại nếu phát sóng thì cũng đánh mất đi độ hot. Quay trở lại với các game show ca nhạc, mặc dù số lượng nhiều lên sóng ở khắp các đài truyền hình từ quốc gia tới địa phương và phần lớn là chiếm sóng giờ vàng, tuy nhiên trái ngược với số lượng là chất lượng của các chương trình này. Theo đánh giá của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cái gì nhiều quá cũng không tốt và những cuộc thi này chưa thực sự tìm kiếm được một người đủ chất lượng để trở thành quán quân. Thực tế đã chứng minh những điều mà nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ. Sau mùa đầu tiên gây tiếng vang, các quán quân mùa tiếp theo của The Voice, X Factor không được nhiều khán giả biết đến và họ phần lớn đều im thiên thít, lặn mất tăm sau khi cuộc thi kết thúc. Việt Nam Idol, một cuộc thi âm nhạc có truyền thống, từng tìm ra nhiều gương mặt ca sĩ có triển vọng cho showbiz Việt. Thế nhưng trong những năm gần đây, chương trình đã đánh mất đi phần nào thương hiệu. Một số quán quân của cuộc thi chưa thực sự xuất sắc, thậm chí không hề biết một nốt nhạc như Ya Suy, Đức Phúc. Trước tình trạng này, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho hay, đây có thể coi là tình trạng loạn chuẩn và nó có tác động rất nguy hại tới việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi các game show trên truyền hình hiện nay đang có mức độ phủ sóng và sức tác động rất lớn. Nó có thể mang hình thức tuyên truyền văn hóa, tác động tới nhận thức của nhiều bộ phận công chúng. Vậy nên, nếu không được kiểm soát và định hướng đúng đắn, rất có thể những game show này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Còn nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi thì hy vọng giá trị nghệ thuật cần được định nghĩa lại một cách chính xác. Trước tình trạng loạn game show, các đơn vị có trách nhiệm cũng đã có những động thái tích cực. Vào đầu năm 2015, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo cho Đài Truyền hình Việt Nam về việc không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết cho VTV với đối tác liên kết mà trước đó đã để xảy ra sai phạm nhiều lần. Theo đó, một số chương trình đã không được phép lên sóng, một số chương trình khác phải chấn chỉnh về mặt nội dung. Còn đối với những chương trình mà giấy chứng nhận đăng ký liên kết còn hiệu lực, nếu trong thời gian tới để xảy ra sai phạm, Bộ sẽ thu hồi giấy chứng nhận và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đây được cho là một trong những biện pháp mạnh tay của Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần chấn chỉnh tình trạng game show. Tuy nhiên, việc quản lý game show vẫn còn một số bất cập. Theo quy định hiện nay, tất cả nội dung phát sóng của các đơn vị truyền hình đều do các đơn vị tự chịu trách nhiệm. Các cơ quan quản lý có nhiệm vụ định hướng, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Điều này có nghĩa là khi cơ quan quản lý phát hiện ra sai phạm của các game show, đa phần trong số đó đã được phát sóng trên truyền hình, tiếp cận với đông đảo công chúng. Nhà sản xuất cũng đã thu được lợi nhuận từ việc quảng cáo. Theo con số được công bố chính thức, 30 giây quảng cáo trước và sau chương trình The Voice 2012 có giá là 160 triệu. Tuy nhiên, ngay sau scandal giám đốc sản xuất Phương Uyên dàn xếp kết quả, con số này tăng lên 200 triệu đồng và trong tháng 9 năm 2013, mỗi nhãn hàng phải trả giá 240 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo trên chương trình này. Trái ngược với doanh thu khổng lồ của nhà sản xuất từ quảng cáo, hình phạt của cơ quan chức năng lại chỉ mang tính chất cảnh cáo. Số tiền mà nhà sản xuất phải nộp cho cơ quan quản lý là rất nhỏ so với doanh thu họ có được từ chương trình. Đơn cử, X Factor chỉ bị phạt 15 triệu đồng trong việc để F-Band dùng khăn piêu, biểu tượng văn hóa của người Thái, đóng khố làm trang phục biểu diễn. Điệp vụ tuyệt mật chỉ phải dừng phát sóng 2 số sau khi đăng tải sai bản đồ Việt Nam, thậm chí đưa vị trí Hà Nội vào sâu lãnh thổ Trung Quốc. Trong chương trình X Factor 2014, thí sinh Anh Thúy đăng ký tham gia với tư cách là Huyền Minh. Ban tổ chức chỉ biết về sự việc khi chương trình đã lên sóng, mặc dù thí sinh này từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng. Lúc sai sót bị phát hiện, đại diện đơn vị sản xuất đưa ra lời giải thích. Khi thí sinh Huyền Minh, tức là Anh Thúy đến đăng ký tham dự cuộc thi, trong phần đăng ký có mục chia sẻ về cuộc sống và mọi thứ liên quan với ban tổ chức. Ekip sản xuất chỉ dựng lại câu chuyện đó theo nội dung mà thí sinh chia sẻ, hoàn toàn không có chuyện đạo diễn sắp xếp. Trước lời giải thích của đơn vị sản xuất, khán giả giật mình.
một chương trình truyền hình được phát sóng trên kênh quốc gia có hàng triệu người xem mà họ lại có thể hồn nhiên, vô tư và đặt trọn niềm tin vào những chia sẻ của các thí sinh, những người đang nuôi tham vọng được nổi tiếng mà không hề kiểm chứng lại. Để tới khi có sai sót, họ lại đổ hết lỗi lầm lên đầu thí sinh, phủi sạch trách nhiệm của mình. Còn VTV thì đăng đoạn clip xin lỗi ngắn gọn với lời hứa nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thẩm định hồ sơ thí sinh. Thưa quý vị, một số game show bị tuyết còi như Điệp vụ tuyệt mật được phát sóng trên kênh VTV3 vào tháng 5 năm 2015. Ngay trong số đầu tiên, chương trình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Ở phần thông tin giới thiệu về giải thưởng cho thí sinh lọt vào top 4 chung cuộc có sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam để minh họa. Trong bản đồ này, điểm đánh dấu vị trí của thủ đô Hà Nội không thuộc địa phận lãnh thổ Việt Nam mà thuộc Trung Quốc. Đồng thời, bản đồ này cũng không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngay sau đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn đề nghị VTV kiểm tra rà soát, báo cáo giải trình về quy trình biên tập, kiểm duyệt nội dung chương trình liên kết Điệp vụ tuyệt mật trước khi phát sóng, kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm nêu trên. Sau công văn của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, VTV tạm ngừng phát sóng hai số chương trình Điệp vụ tuyệt mật và kỷ luật một phó ban sản xuất chương trình giải trí. Hết án phạt, Điệp vụ tuyệt mật lại lên sóng thêm hai số nữa rồi lặng lẽ biến mất. Đại diện đơn vị sản xuất cho hay chương trình đã phát sóng xong phần 1, phần 2 được phát sóng thời gian sau này nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Sau hơn 1 năm, Điệp vụ tuyệt mật vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại và đơn vị sản xuất cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Trước đó, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng vì phát sóng chương trình X-Factor có hình ảnh nhóm F-Band dùng khăn piêu là biểu tượng văn hóa của người Thái đóng khố làm trang phục biểu diễn. Ngoài ra, đại diện chương trình cũng đã phải lên tiếng xin lỗi đồng bào dân tộc Thái và khán giả xem truyền hình. Năm 2015, người giấu mặt bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhắc nhở vì hình ảnh một số thí sinh ôm ấp đưa tay vào trong ngực áo của nhau ở tập bật. Cuộc sống đời thường của con gái Mỹ Linh ở Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, sau 2 năm vắng bóng ở Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 10, Anna Trương, con gái Mỹ Linh, có mặt tại Hà Nội để tham dự buổi họp báo ra mắt Monsoon Festival 2016. Xuất hiện trở lại sau một thời gian dài đi du học, Anna Trương gây bất ngờ với sự tự tin và ngoại hình khá xinh đẹp. Anna Trương cho hay, cô và ban nhạc của mình, Lance, sẽ cùng biểu diễn tại Monsoon. Đây là một cơ hội lớn đối với cô và cả ban nhạc để thể hiện chính mình sau thời gian dài vắng bóng. Anna Trương cũng khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ. Hiện tại, Anna Trương đang theo học ngành kỹ sư âm nhạc của Berklee College of Music của Mỹ. Đây là học viện âm nhạc nổi tiếng thế giới, nơi đào tạo những nhà sản xuất nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như John Mayer, đoạt giải Grammy ở hạng mục nam nghệ sĩ có màn trình diễn pop xuất sắc nhất năm 2003, Diana Ron, giải Grammy và Juno, hay Lala Hathaway. Anna cũng cho hay cuộc sống của cô ở Mỹ hoàn toàn không như mọi người tưởng vì chi phí trang trải cho cuộc sống ở đây khá đắt đỏ. Toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập là từ số tiền mà tôi tiết kiệm trước đó khi đi làm tại Việt Nam. Ngoài ra, bố anh Quân và mẹ Mỹ Linh cũng phải hỗ trợ thêm khá nhiều. Mặc dù ở Việt Nam, Anna Trương được xem là một hot girl và khá nổi tiếng, nhưng khi qua Mỹ và học tập ở Berklee, cô lại có cuộc sống khác hẳn. Không còn là tâm điểm của sự chú ý, Anna Trương cũng nỗ lực học tập như bao học viên khác của trường. Đôi khi, cô nàng cũng gặp phải những áp lực nhất định vì sống trong môi trường toàn các bạn tài năng. Nhưng cô cho biết chính điều này lại là động lực giúp cô cố gắng hơn nữa. Tất nhiên là học ở một cơ trường toàn những người giỏi thì mình không thể tránh khỏi những áp lực. Nhưng tôi nghĩ nếu mình cứ ở mãi trong một môi trường toàn các bạn như mình hoặc kém hơn mình thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Tôi rất hài lòng với môi trường hiện tại. Theo Anna Trương, cuộc sống hiện tại của cô cả ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối chỉ toàn là âm nhạc. Cô học tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc. Ngoài ra cô cũng hoạt động trong ban nhạc Lens được 2 năm. Chúng tôi cũng thường xuyên đi biểu diễn ở Mỹ và một vài nước lân cận. Đây không chỉ là hoạt động nhằm thỏa mãn đam mê hay để tiếp cận công chúng, mà nó là một trong số những hoạt động bắt buộc của mỗi học viên trong trường. Tôi và ban nhạc đã được biểu diễn ở khá nhiều thành phố lớn như Washington DC, New York, Toronto. Tất nhiên là chúng tôi có nhận được cachet cho mỗi buổi biểu diễn, nhưng con số cũng không hề nhiều, thường chỉ là vài $300 thôi. Và toàn bộ số tiền này cũng sẽ được cho vào quỹ của ban nhạc để chi trả cho các hoạt động chung. Khi được hỏi các bạn có biết cô và bố mẹ là những người khá nổi tiếng ở Việt Nam không, Anna Trương vui vẻ cho biết. Tất nhiên là các bạn của tôi có biết điều này, họ tỏ ra thích thú và ngạc nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được ưu ái hơn hay đặc biệt hơn chút nào cả. Chúng tôi vẫn học tập và cố gắng một cách công bằng. Anna Trương chia sẻ, cô sẽ còn thực tập hơn một năm nữa tại Mỹ rồi mới chính thức tốt nghiệp. Hiện tại, cô vẫn vừa học tập vừa tự mày mò sáng tác.
Yeah.